Tay nó bị cắp lại không 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 lái được nữa, phải đỗ dậy đường gọi chồng xuống đón về. Thế là chồng cho đi làm, thế là ở nhà chán quá thì cứ lướt Facebook thôi. Xong rồi tình cờ thấy Thành Sang đăng tin tuyển dụng, thế là vào tham gia thì nghe đến mọi người kể về Waylet, thế là quyết định chốt luôn một vụ cùng vô Waylet. Thế là về uống uống thì sao mà được 3 tháng ấy. Tự dưng là mọi khi là đi trước khi đi ngủ là chồng hoặc là con là phải nắn trước xong đi ngủ được, nếu không nắn thì đêm đấy đường hòng ai ngủ được ấy. Nắng Nắn bóp cái này à, bóp sao bớt vâng nắn bóp, nhưng mà nếu mà không xoa bóp cho thì tối đấy đừng có ai ngủ được nữa vì nó đau, nó không có ngủ được. Nhưng mà khi mà sử dụng thì tự dưng độ 3 tháng không có phải ai xoa bóp nữa thì chồng mới tự dưng hỏi ô chỗ này không thấy bắt xoa bóp nữa nhỉ. Xong rồi ôi nhà em quên luôn cái bệnh của em ấy, xong là đi tự dưng rồi cứ uống, mình vẫn cứ uống kéo dài thời gian ấy. Mà lúc đó thì em sử dụng xương khớp nhiều á, thì bị sốt huyết dạ dày luôn á. Thế mà khi mà được sử dụng cái này á, là đến kiểm tra á, thì bác sĩ nói là chỉ còn lại những cái đốm trắng ở trong dạ dày cũng không còn bị sốt huyết nữa, và bệnh xương khớp tự dưng là hết đau, không còn đau, cứ bưng bê 20 cân là bưng bê 30 cân là bưng bê được bình thường. Lúc trước cả cả cái nồi cơm cũng không bưng được, cái chén cơm để ăn mình cũng không có bưng được à. Gì chứ nó bị cái gì? Nó bị thoái hóa toàn bộ đốt sống cổ này, nó chèn với lại nó xẹp hai đốt sống lưng ở đây, hai đốt ở đây nữa, nó chèn xuống cái tay của mình ấy. Sau đó nó cứ co giống vậy, giống như cái còng gà người ta lột vỏ ấy. Thế bác sĩ bảo đo nắm tay vào để đo huyết áp, bảo em mà nắm được tay á thì em không có lên gặp bác sĩ đâu. Em còn phải đi làm, lúc đó đang đi làm công ty à, lương cũng 7-8 triệu có tháng, 10 mấy triệu đấy, nhưng mà không làm được nữa phải nghỉ ở nhà vì là không đi được, đang đi xe này là tay tay xe máy mà thì tay ga không ga được nữa, nó quắt lại rồi không ga được, phải đỗ lại dậy đường gọi chồng không đón về không đi được. Và chồng bảo là không làm nữa, đi làm mà chết dọc đường không ai biết à. Không cho đi làm. Thế là tự dưng là sử dụng 6 tháng là rửa ra là bắt đầu là cảm giác là mình hết đau. Thế là cũng thời gian vừa rồi này có một bà thì bà cũng bị giống như em này, xong này bà ấy mua cái sản phẩm này của người khác nhưng mà người đó hướng dẫn không đúng cách, sử dụng không được kết quả, nhưng bà thấy em khỏi bệnh bà mới mang đến nhà em. Bà hỏi bà là mày sử dụng cách gì mà vậy, xong em mới hướng dẫn. Thế bà xài bà được 3 tháng thì là bà thấy bà đỡ, thế bà mới đến bà mới giới dẫn một người khách khác đến là đến đây mua rồi con này, này nó biết cách hướng dẫn này, nó biết cách chỉ mình cách uống khỏi. Trước tao uống 6 tháng mà của cháu thằng không có khỏi, bây giờ tao uống của con này nó khỏi rồi. Rồi chị uống như thế nào? Dạ, em uống thì là em cứ buổi sáng thì uống cái dạng viên ạ. Thế còn buổi trưa thì em mập thì nên là em uống trước bữa ăn 30 phút. Bữa trưa và bữa tối. Nói chung là em thay cơm luôn ấy. Nói chung là cái bệnh khớp của mình nó không phải là nó tự nhiên mà nó có, là nó do là mình là một người phụ nữ ấy. Thì sau khi sinh ấy, thì mình đã lấy cái canxi từ cơ thể mình để làm xương cho con ấy, nuôi con. Nên là nuôi con ấy, nên là mình đã bị hao đi ấy, thì nó vào mòn đi, những cái khớp này của mình vào mòn ấy, bác sĩ nói như vậy. Thì khi mà mình yếu ấy, thì là nó sẽ phát cái bệnh ra. Khi mà mình em cũng đã mang cả cái sản phẩm của bên mình ấy, đến bệnh viện hỏi bác sĩ nói là cái sản phẩm này ấy, nó rất là tốt và nó tái tạo lại cái sụn ấy cho mình ấy, để cho mình nó đầy đầy lại ấy, vì nó không bị như thế nữa. Thế là tự dưng em thấy em hết đau ấy. Em cũng chẳng hiểu là chỉ biết là mình sử dụng như vậy thôi xong là nó khỏi à, mừng ha. Thế là bây giờ đó, cái hàng xóm người ta anh bảo đấy chứ bây giờ mày như vậy là cả làng người ta xóm người ta cũng mừng cho á. Bây giờ người ta mừng cho, nhiều người ta đến người ta hỏi thăm á, nhưng mà cũng có những người người ta dám sử dụng và có những người người ta không dám sử dụng vì người ta còn nghi ngờ còn này nọ ấy. Nhưng mà ai tin thì em chia sẻ, ai xài thì em mua dùm, còn em cũng không đến nhà mời hay là em không dụ dỗ gì ai cả. Vậy thôi. Thì nhưng mà những người nào bệnh mà họ thấy được mình hết á, bắt đầu họ tự tìm tới hả? Lúc đấy em bị xương khớp xong rồi nó còn chèn lên đầu á, là bị rối loạn tuần hoàn não, tắc mạch máu não luôn á. Tắc mạch vành máu não.
Em có thể là đợt đấy là cứ thỉnh thoảng là bị đau đầu ấy, là xong là nó có thể có khi là đang đi này nó đau, nó chèn từ đây nó chèn lên ấy, như là tắt thở luôn ấy, gần ngất luôn ấy. Nếu mà không có người kịp thời ấn đúng huyệt của mình ấy, thì là em ngất. Nhưng mà khi mà sử dụng Wellness thì tự dưng những cơn đau đấy nó biến đâu mất hết à, nó bổ sung đầy đủ cho cơ thể của mình. Em hỏi bác sĩ nói là cái sản phẩm này nó bổ sung dinh dưỡng cho mình ấy, ví dụ như mình thiếu chất thì nó bổ sung cho mình để cho mình đủ chất ấy, để mình tăng sức khỏe của mình, nên là nó sẽ át được hết những căn bệnh của mình ấy. Bác sĩ cũng nói với em như vậy. Là em cũng có kiểm tra thì bác sĩ cũng bảo là nói chung là cái sẹo cuộc sống thì nó không thể khỏi được, nhưng mà nó cũng làm cho bôi trơn cho cái khớp đấy để cái khớp nó không còn bị khô nữa. Vì những người bị khô khớp á là khớp cái, kêu, cái tay nó như vậy này, kêu rập rập luôn á. Vâng, giống như những cọng gân á mà nấy nữa. Lúc nào cũng như này, không cái tay nó cứ cắp cắp này. Bác sĩ bảo này, khi mà em ra bệnh viện Đại học Y á, Hà Nội á, em còn đang nằm ở trên trục cắt lớp vi tính, em còn đang nằm ở trên cái trục cắt lớp ấy, thì bác sĩ bên ngoài đã gọi bệnh nhân Dương Thị Ngọt đâu ra xem nào có nhầm tuổi không, mà tại sao 38 tuổi mà xương đâu mà hỏng hết như này. Thế mà trước đó chị làm công ty gì? Em trước là em làm công ty may, sau em chuyển sang làm điện tử thì làm tổ trưởng QC APC á, nó gọi là QC chất lượng, là làm bên chất lượng. Nói chung là ngồi may nhiều quá thì mình đâu có vận động đâu. Đúng rồi ạ. Thành ra là cái xương của mình nó bị đơ. Đúng rồi. Nhưng mà em không bỏ, ngày nay em quay sang làm điện tử. Làm điện tử thì em cũng được vận động nhiều, em đi, em lại phải hay đi. Vì là làm chất lượng mà, thì mình lại phải đến các những công ty khác, công ty nhỏ ấy, lấy hàng của công ty mình về làm ấy. Mình phải đến đấy, mình xuất tinh hàng. Những cái lỗi mà mình ấy thì mình lại phải bỏ. Nhưng mà cũng nhàn, cũng không vất vả đâu, nhưng mà rất chi là nhàn ấy. Em nhàn lắm, làm công việc đấy thì em rất nhàn. Tháng nào em cũng, nói chung là lương là cao nhất công ty. Nhưng mà tự dưng là bị như vậy là em phải nghỉ, em cũng tiếc. Lương cũng có tháng 13-14 triệu. Nhưng mà bắt buộc mình phải nghỉ thôi, vì là mình không có làm được. Vì là nói chung là đến đấy làm thì mình cũng đâu có phải làm, nhưng mà cái thời gian mà mình đi á, đi trên đường là mình không có đủ sức khỏe để mình đi trên đường nữa. Độc ăn mới lại nằm một chỗ là hơn 1 năm rồi. Sau đó mới thấy bảo trợ Thành Sang này đăng tin tuyển dụng, thế là chấm bài ấy. Đó là tư vấn thì mới đầu thì cũng nghi ngờ ngờ, là cũng không dám làm đâu ạ. Cũng sợ sợ ấy. Thế xong rồi cứ mạnh dạn bảo cho mình cơ hội đi. Thế xong mình nghe mọi người vào nhóm, mình nghe mọi người chia sẻ về Wellness, về xương khớp. Thế này em thích thì em mới lại giảm cân. Lúc đấy em uống nhiều thuốc xương khớp này này, em lên cân nhiều lắm. Em cao 1m50, nặng tận 64-65 cân á. Rồi giờ bớt rồi. Giờ em còn 54 cân. Rồi thật cũng chắc rồi. Chắc rồi. Giảm 10 cân á. Vâng. Giờ còn 54 cân. Nhờ Wellness. Vâng. Tất cả là mình nhờ Wellness này. Wellness nó giàu chất dinh dưỡng và bổ sung cho mình ấy. Nên là em rất thích. Lúc mà mới thì thực sự nhìn em tàn tạ. Lúc mới nói chuyện qua video cứ